Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn hai phần đầu hay và đỉnh cao của danh thủ vương thứ nhất, cao thủ hàng đầu của cờ tướng thế giới. Trong ván cờ đầu tiên đánh tại giải cờ tướng Trùng Khánh năm 2013, khi bên đỏ đi tiên là kỳ thủ Diệp Vĩnh Thịnh và người cầm bên đen là chiến thần vương thứ nhất, kính mời các bạn cùng đoán xem công phu đình cờ hết sức đỉnh cao của ngoại tỷ lệ khách. Chứ 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 Tiếp theo là phần cờ bất ngờ tung chiêu với phần cờ cho phế xe thần sâu đến từ vương. Xe 2 bình 4. Và trong bối cảnh trên thì bên đỏ lập tức cho chạy tới tầng 2, bởi các bạn thấy ngay ăn tướng qua xe lập tức bị bên đen của vương cho tiến xe 6 qua là bí ngay. Trong hình cờ thực chiến, bên đỏ lập tức cho chạy tới tầng 2 và bên đen của vương đi tiếp với phần cờ cho tiến xe để phá sĩ. Và cũng sau vị cờ trên, thế công đến từ bên đen tỏ ra quá mạnh, bên tiên đã buông cờ xin thua trong hình cờ đó. Đánh tiếp có cho mã 1 tới 3 về, các bạn thấy ngay cũng thua khá nhanh. Như vậy kênh Học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn ván đấu trên. Sau đây xin kính mời các bạn cùng đón xem ván cờ thứ 2 trong video ngày hôm nay. Đây là ván đấu đánh trong Thiên Thiên Tuyển Kỳ, nền tảng chơi cờ nổi tiếng của Trung Quốc, đánh online ngày 4 tháng 4 năm 2013 khi vương cầm bên đỏ đi tiên, đối mặt cùng kỳ thủ giang hồ là Trương Đồ. Xin kính mời các bạn cùng đón xem.
将军。吃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 。将军。将军。Tiếp theo sau phần cờ cho tiến xe để chiều tốn tấn công đến từ bên tiên của vương, thì trong bối cảnh cờ như trên, bên đen đã bung cờ xin thua. Các bạn thấy ngay đánh tiếp phải cho tướng chạy tướng 3, khi đó vương có thời cơ cho phế xe ngay để tấn công với phần cờ cho thoái xe bắt mã. Chứ. Không thể cho bình xe qua, bởi như vậy là thua ngay với phần cờ cho xe 3 bình 6. Chứ. Trong hình cờ khác mà cho chạy xe đi thì bên đỏ thì đánh đơn giản với phần cờ cho tiến xe bắt pháo ngay, hình cờ chắc thắng dành cho bên đỏ của vương. Chứ. Như vậy kênh học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn hai ván đấu trên hai ván cờ vận quân rất hay và đỉnh cao của chiến thần vương thứ nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.